Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết cũng là dịp nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo đó là hoạt động giết mổ gia súc gia cầm tại các khu chợ đông dân cư tăng. Vấn đề đặt ra là việc giết mổ gia cầm tại các khu chợ có thực sự an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm? Thưa quý vị và các bạn, đây là khu giết mổ gia cầm của chợ đầu mối thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy hàng chục cửa hàng san sát nhau buôn bán giết mổ gia cầm ngay tại chỗ. Nước thải, rác thải từ hoạt động giết mổ được đổ trực tiếp xuống cống. Khi khách hàng có nhu cầu, các loại gia cầm sẽ được giết mổ ngay tại chỗ và những dụng cụ sử dụng không hề được vệ sinh sạch sẽ. Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ và kiểm dịch của các loại động vật đang bán, chính tiểu thương cũng không hề hay biết. Cái hàng 70, cái hàng gà di Sơn Tây ấy, là cả chợ đều phải đi nhập ô tô về. Ô tô thì bọn em chỉ lấy ô tô, nhưng ô tô mà lấy đi qua kiểm dịch như nào thì bọn em không biết. Cái này chẳng ai biết cả. Ở chợ này chẳng ai biết cả. Ban quản lý chợ chúng tôi thường xuyên đi tuyên truyền nhắc nhở, nhưng do cái thói quen của bà con vẫn có cái bầy bừa và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này cũng xảy ra tương tự ở hầu hết các chợ trên địa bàn. Càng khu vực đông đúc, chợ trung tâm thì hoạt động giết mổ càng sôi động. Nhất là vào dịp lễ Tết thì số lượng giết mổ và bán ra tăng gần 3 đến 4 lần. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu của người mua bởi sự tiện lợi nhanh chóng. Mỗi con gà hay vịt chỉ mất khoảng 5 phút là được làm sạch và bán ra. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc xuất xứ hay chưa thì cả người bán cũng như người mua đều thờ ơ. Tôi thì hay có thói quen là mua gia cầm sống giết mổ tại chỗ. Chủ cửa hàng thì cũng giới thiệu là gia cầm sạch sẽ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Còn cái việc kiểm dịch hay không thì nói thật là tôi cũng không biết. Cứ ra mua cho nó nhanh nhưng mà. Còn thực ra để nói về việc an toàn vệ sinh thì nói thật nó cũng không được vệ sinh cho lắm. Quy định về việc kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại Điều 20, Nghị định 90/2017 của Chính phủ nêu rõ mức xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng đối với hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cấp phép, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành yêu cầu về xử lý động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh tại cơ sở giết mổ. Tuy nhiên, thực tế, việc xử lý cấp cơ sở còn gặp khó khăn. Trong thời gian tới thì Ủy ban phường sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu không đảm bảo sẽ kịp thời báo cáo các cấp cũng như Ủy ban thành phố để kiên quyết xử phạt. Trước tình trạng phức tạp của việc giết mổ gia cầm tại các chợ như hiện nay thì rất cần sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa cho công tác kiểm tra xử lý của ngành chức năng, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.